Đi nghĩa vụ quân sự năm 2024 không được mang theo những thứ này. Thứ nhất đó là điện thoại, laptop hay là cục sạc điện thoại. Khi các bạn mang những cái thứ này vào thì sẽ không được sử dụng nha các bạn. Và khi vào đó thì các bạn cũng sẽ không có chỗ để sạc đâu. Và những cái vật này sẽ bị cấm. Thứ hai đó chính là quần áo dân sự, ví dụ như quần tây, áo sơ mi hay là giày dép nón mũ mà anh em sử dụng ở bên ngoài á, khi mà mang vào môi trường quân ngũ thì anh em sẽ không được sử dụng đâu. Nếu mà anh em lỡ mang vào thì chỉ có thể là làm vẻ lau súng mà thôi, vì khi vào môi trường quân đội thì chúng ta sẽ sử dụng đồ quân đội nha anh em, và giống nhau đến 99%. Vì vậy khi tham gia nghĩa vụ quân sự anh em không nên mang theo đồ dân sự vào nha. Đặc biệt thì anh em nên mang theo một cái bút xóa để vào đó đánh dấu cái đồ của mình để phân biệt với đồng chí đồng đội khác nha. Vì vào đó thì đồ của đồng chí đồng đội nào cũng giống nhau đến 100% cả. Thứ ba đó chính là nhẫn, dây chuyền, bông tai và những vàng bạc trang sức thì anh em không được mang theo trong quá trình đi nghĩa vụ quân sự nha. Vào đó thì thứ nhất là đánh rơi, thứ hai là trong quá trình vận động huấn luyện thì nó sẽ bị đất cát dính vào dơ lắm. Với lại vào đó người ta cũng không có cho mang vòng vàng trang sức đâu. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó là anh em có thể là mang theo một chiếc đồng hồ điện tử có chức năng báo thức và coi giờ. Nếu có khả năng chống nước nữa thì sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Đồng hồ thì được mang nha, còn riêng vàng bạc trang sức nhẫn hay là bông tai thì anh em để ở nhà đi cho bố mẹ hay là anh chị em sử dụng nha. Thứ tư đó chính là những vật sắc nhọn nha anh em. Khi vào môi trường quân ngũ thì anh em mang theo những vật sắc nhọn thì người ta sẽ không cho anh em giữ lại nha. Nếu anh em có mang theo khi tham gia nghĩa vụ quân sự thì khi vào đó người ta sẽ kiểm tra ba lô của anh em. Nếu những cái vật dụng nào không phù hợp thì người ta sẽ thu giữ lại hết. Thứ năm anh em không nên mang đó chính là những cái loại thuốc nha anh em. Vì khi vào môi trường quân ngũ người ta đã có cái đơn vị là quân y rồi, ở ngoài thì có bệnh viện, còn trong quân đội thì có quân y. Nếu anh em mang theo những cái thuốc nhiều quá thì vào đó người ta cũng sẽ không cho anh em giữ lại đâu, và người ta sẽ thu lại hết. Vì nếu mà vào đó anh em lỡ có bị bệnh hay là gì đó thì người ta sẽ đưa anh em xuống quân y và sẽ có lực lượng quân y cấp phát thuốc cho anh em với số lượng và liều lượng cụ thể nha. Nên anh em không được tự ý sử dụng thuốc của riêng mình nha anh em. Vật dụng thứ năm anh em không nên mang đó chính là bờ vờ sờ nha các bạn, gọi là cô tét đó. Đó thì khi tham gia nghĩa vụ quân sự thì bây giờ thời buổi này thì người ta sẽ không có mang theo bờ vờ sờ nữa nha anh em. Nhưng mà anh em nên chuẩn bị mang theo một cặp lót giày có chất liệu cao su non thì nó sẽ tối ưu nhất nha. Chất liệu cao su non nó sẽ đàn hồi và nó sẽ bảo vệ đôi chân của anh em trong 3 tháng thương binh, giúp anh em đi đứng hay là tập điều lệnh trong 3 tháng thương binh nó sẽ tối ưu nhất nha. Còn nếu mà anh em nào mang theo bờ vờ sờ mà gặp trời mưa nữa thì ối rồi ôi, nó nhão nhét và nó rã ra rất là nhiều luôn. Thứ sáu anh em không nên mang theo đó chính là quần xịt tam giác nha anh em. Có một điều đặc biệt là ở ngoài thì anh em sử dụng quần xịt tam giác thì bình thường, nhưng mà khi vào môi trường cũ anh em phải tập điều lệnh và anh em di chuyển rất là nhiều, nên xảy ra những cái trường hợp mà bị trầy xước cái vùng đùi của mình. Vì vậy khi tham gia nghĩa vụ quân sự anh em không nên mang theo quần xịt tam giác mà hãy mang theo quần xịt đùi nha anh em. Nếu mà quần xịt đùi nào có những cái lỗ thoáng khí nữa thì nó sẽ tối ưu nhất. Thứ bảy đó là anh em không nên mang theo thuốc lá nha anh em. Vào đó người ta kiểm tra ba lô mà người ta thấy thuốc lá là người ta thu giữ lại hết nha. Và nếu mà ông nào xác định tham gia nghĩa vụ quân sự nếu đang nghiện thuốc thì hãy tập bỏ dần đi, vì vào đó thì anh em sẽ không được hút thuốc đâu. Vì vậy anh em có mang thuốc theo thì người ta cũng sẽ kiểm tra và người ta phát hiện và người ta thu giữ hết. Anh em mang theo chỉ tốn công vô ích mà thôi.